Hai dây lao và những điều cần lưu ý. Đầu tiên là về việc đặt bàn. Các bạn gọi đặt bàn vào những giờ cao điểm và các ngày cuối tuần thì nhân viên chỉ nhận giữ số ưu tiên cho bạn mà thôi. Tức là bạn vẫn lấy số và ngồi đợi bàn, nhưng bạn vẫn sẽ được ưu tiên hơn so với các bạn không đặt bàn. Điều thứ hai là công thức pha nước chấm bất bại. Cái này không lưu lại là tiếc ráng chịu nha. Gồm sốt bò cay, sốt hải sản, sốt nấm, tương đậu phộng, thịt bò, xì dầu, ớt và tỏi. Đây đây khúc này là đặc biệt nè, các bạn nhớ vắt một miếng chanh vào nha. Rồi nếu như mà làm mà không ngon thì quay lại chửi tôi nha. Điều thứ ba là khi đến hai dây lao các bạn nhất định phải gọi thịt bò hai dây lao và thịt dê hai dây lao nha. Có một lưu ý nữa là vào các ngày cuối tuần thì thịt dê hai dây lao và các món như lá sách, ốc heo rất là thường dễ hết. Phải nói là thịt bò hai dây lao là cực kỳ đỉnh luôn. Càng để lâu thì cái thịt nó càng mềm. Cái trend này thì các bạn quen quá rồi đúng không? Ban đầu tôi làm á tôi còn sợ bị đau bụng á. Nhưng không nha mọi người, cái này là thật sự rất nên thử luôn. Nguyên liệu gồm có đậu hũ kỳ, thịt tâm băm và một lát thịt bò nha. Các bạn cho vào nồi lẩu tầm 2 phút, sau đó lấy ra ăn. Trời ơi phải đỉnh của chớp luôn á. Cái vỏ tàu hũ kỳ thì mềm mềm mà thịt tôm ở trong thì có độ dai nè, sực sực. Oh my god, đỉnh của chớp luôn á. Điều thứ tư các bạn cần lưu ý là khi đến đây các bạn nhớ gọi món đậu hũ phô mai nha. Hu hu tôi dính hai dây lao là bởi vì cái em này nè. Theo tôi thấy á thì hải sản ở hai dây lao á thì có lúc thì tươi nhưng mà có lúc thì cũng không có được tươi cho lắm nha. Cho nên nếu muốn an toàn thì các bạn hạn chế gọi hải sản ở hai dây lao nha. Và điều đặc biệt cuối cùng là các bạn nhớ chừa bụng để ăn món kem dưa lưới này nha. 100% các bạn sẽ khen ngon luôn á.